Hoa sữa Oliver 26 chương 2. Ok. Ăn đạn đã full luôn. 38 chừng 153. Ôi trời ơi, gặp một tên rồi. À, hạ sát luôn. Hai tên thứ hai nhé, tốt. Tên thứ ba. Ok. Tên thứ bốn. Ô. Tên thứ 4, tên thứ 5. Sáu, bảy, tám, chín. Trời. Máu đã hết máu thua mất. Ok. Đạn. Cả hai tên nữa. Tên đi cùng nhau luôn. Ok. Ok, watch câu đi vào 27. Đi vào 27. Ôi, trời ơi. Bây giờ đi đông chứ nhỉ? Một trăm bảy viên. Ba tên con nhà đây nó luôn hai mươi tên rồi, được một nửa rồi.
Hai thằng. Nó má mì bọn này nó bắn xuyên đường. Ôi ba máu. Chết. 63 máu. Xong rồi. Ok, let's go. Mình đã chuyển sang sử dụng khẩu súng ngắm. Mình sử dụng súng xa, còn bọn này sử dụng súng gần sẽ rất lợi thế. Nhưng mà có vẻ bắn con súng này hơi bất ổn, hơi bất ổn một chút. Vì nếu mà tiếp gần là toang, lợi thế là bắn xa. Ôi bắn đâu lợi thế là bắn xa nhưng mà không thể lúc nào cũng đứng xa được, tiếp cận với mục tiêu. Ok, cướp súng của thằng này. Tiếp tục cướp súng. Ok, đã đến level 29 của chapter 2 rồi. Ok rồi, mình chưa đổi súng rồi.
áo thế, tìm khẩu súng này. Giờ mình sử dụng súng của kẻ địch rồi. Thay đạn này bắn anh chán rồi, quay ra thay đạn. Hello hello anh dài móc lốp anh dài này. Ủa ô ba ô ba 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 ma tì. Năm tên nữa. Ok, what's go? Nivea 30 chương 2. Đây sẽ là Nivea cuối cùng trong video này. Đã chuyện này. Ok luôn. Ôi, đang nhanh thế. Đồng thế dã man đúng ra tiếp tục quá.
rồi, gọi nó như lính cảm tử. Đông dã man luôn, nó còn ra nữa luôn. Đặc biệt bọn này nó có thể bắn xuyên tường nhé. Mình không thể bắn xuyên tường nhưng bọn này nó có thể bắn xuyên tường ấy. Đấy. Còn hai tên nữa. Quá kinh khủng.